Đặt tại clip thầy ông nội ở tỉnh Thất Bồng Lai. Mục đích đăng tải clip thầy ông nội lên YouTube được bị can Lê Thanh Hoàng Nguyên khai rằng để cộng đồng mạng người hâm mộ xem hoạt động của nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai thiền am bên bờ vũ trụ. Thời gian gần đây, khi nhắc đến tỉnh Thất Bồng Lai còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ, nhiều người hay đề cập cụm từ thầy ông nội để nói về bị can Lê Tùng Vân, sinh năm 1932. Vậy, ai là người đã dựng nên vụ thầy ông nội ở tỉnh Thất tự xưng này? Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An trên cơ sở kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định có 5 clip đăng tải trên 2 tài khoản YouTube chứa nội dung vi phạm. Trong đó, clip với tên gọi năm chú tiểu phần 2, người lớn mừng tuổi thầy ông nội ngày mùng 1 Tết, đăng tải ngày mùng 2 tháng 7 năm 2019, đã mạo danh, mạo xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Bị can Lê Tùng Vân khai nhận tham gia trực tiếp trong clip này. Người quay phim là hai bị can Lê Thanh Hoàng Nguyên, sinh năm 1990 và Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991. Bị can Lê Thị Cúc, sinh năm 1960 chuẩn bị đồ hậu vàng cho ông Lê Tùng Vân mặc, ngồi trước tượng Phật và lưu hương để một số người quỳ lạy, thắp nhang. Trong lúc quỳ lạy, bị can Lê Thu Vân, sinh năm 1957 nói, kính lạy Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ, giải thoát hiện sinh, truyền đạo, hồng hạc vân du. Sau khi quay xong clip, Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên trình cho ông Lê Tùng Vân xem lại và thống nhất trước khi thầy ông nội cho phép đăng lên tài khoản YouTube năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ. Bị can Hoàng Nguyên xác định các nghi thức, thủ tục cúng bái, quy lại được thể hiện trong clip là do ông Lê Tùng Vân quy định và đặt ra. Mục đích đăng tải lên YouTube được Hoàng Nguyên khai rằng để cộng đồng mạng người hâm mộ xem hoạt động của nhóm người tại tỉnh Thất Bồng Lai thiền am bên bờ vũ trụ. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An ra kết luận giám định về nội dung clip trên. Theo đó, clip có thời lượng 18 phút 41 giây, 452.313 lượt xem và 1.500 lượt bình luận. Trong đó, đoạn từ phút 0 giờ 02 phút 27 giây đến 0 giờ 02 phút 42 giây đã mạo danh Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Đoạn từ phút 0 giờ 06 phút 06 giây đến 0 giờ 06 phút 13 giây đã mạo xưng Đức Phật. Từ hành vi này cùng hàng loạt hành vi khác, ngày 3 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. 3 ngày sau, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cuối tháng 2 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đức Hòa đã quyết định chuyển vụ án này lên Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền. Từ đây, hai bị can Cao Thị Cúc và Nhị Nguyên lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam. Riêng bị can Lê Thu Vân hiện chưa xác định được chỗ ở nên chưa tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. Bà Lê Thu Vân là mẹ ruột của ba bị can Nhị Nguyên, Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên. Cha của ba bị can này hiện chưa rõ là ai.